Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với Chim Xe Kiếp TV. Và ngày hôm nay mình đã phát hiện ra một tựa game mới đó các bạn ạ. Và tựa game này là chính là tựa game giải trí óc vẽ vời. Thì mình cũng không biết sơ qua nữa, nhưng mà mình sẽ gọi nó như vậy bởi vì cái game này rất là hay luôn nha các bạn. Mình sẽ cho bạn coi. Level 1 đây các bạn này. Các bạn ơi, đây là một chiếc ghế bị gãy một cái chân ghế rồi. Gãy ba chân là không tốt đâu các bạn ơi. Ghế ba chân đảm bảo ngồi phát là dập mông. Mình sẽ vẽ thêm một cái nữa. Bởi vì trò chơi này là một trò chơi vẽ. Mình chỉ cần kẻ thẳng thôi các bạn. Mình biết là chỉ cần kẻ thẳng thôi để mình đừng kẻ nó lại to rồi. Ủa, đây là cherry này. Cherry bình thường nó phải có hai quả thì phải. Bởi vì cái này nó túm vào nhau này. Nhưng mà có một ấy nữa, chắc họ vặt đi rồi đấy. Ok, cái này như nào nhỉ? À, vẽ thêm một quả cherry nữa. Đấy, xin chào của mình nó không đẹp được. Level 3. Sẽ tiếng to quá, mình sẽ tiếng nhỏ đi một chiếu. Chiếc bánh donut bên dưới nó lại có vòng hình tròn này, mà chiếc bánh bên trên nó lại không có. Là có ý gì các bạn? À, là tức là bây giờ ấy, các bạn hiểu đúng không? Tức là bây giờ ấy, chúng ta phải vẽ thêm một vòng nữa thì nó thành bánh donut. Đấy, quá đơn giản. Ngôi sao, đây mình là gọi là ngôi sao à. Ngôi sao phải có thêm hai cái chân nữa chứ. Mình sẽ vẽ thêm hai cái chân nữa. Đấy, ngôi sao rồi. Ôi trứng ốp la vậy thì xong khó này. Đập thì phải đập vào chảo chứ. Là cái chảo bị gãy tay cầm rồi. Xẹt có một phát là thành tay cầm luôn các bạn. Ông này đang chơi đá bóng à? Ấy, nhưng mà dây điện bị đứt thì mình sẽ nối dây điện lại xong rồi. Đấy, chơi được rồi. Cái cốc phải có tay cầm chứ. Đúng là vẽ tay cầm vào. Vẽ tay cầm y hệt hình trái tim luôn rồi các bạn. 4 cộng 2 bằng 6. À không, nhìn kìa mình. 4 trừ 2 bằng 6. 4 trừ đi 2 thì bằng 2 chứ đúng không các bạn? Tại sao vô lý thế? À phải rồi, dấu trừ ấy như thế này thì sẽ gạch thêm một nét nữa thành dấu cộng. Còn dấu cộng ấy để chéo thì thành dấu nhân. Chứ còn dấu trừ ấy không bao giờ thành được dấu nhân. Nên chúng ta sẽ kiểm một đoạn xuống. Mình đừng kể mình hơi dài. Bánh hamburger hay là bánh gì đấy? À, bánh hamburger bị gãy đấy rồi. Hơi nhìn nó lúc bản chải này không có bản chải đấy. Mà không có kem đánh răng à? Kem đánh răng chặt có một phát luôn đấy các bạn. Nhanh lắm. Cậu bé này không có mắt cười. Ông trời cũng không có mắt cười à? Thiếu cái mồm nhất là cậu bé này này. Ông trời đã có một cái mặt rất đáng yêu rồi. Cái gì đấy? Cái này cứ quen quen giống như cái chổi chổi để người ta làm gì? Người ta sơn tường ấy. Sẽ... mình vẽ hình vuông. Chỗ này nó cong lên. Ủa anh Trang! Anh đang trượt. Anh đang chơi ở biển này. Anh đang chơi trò trượt ván. Thế nhưng mà ván của anh để đâu? Sẽ để cho anh lấy một cái ván. Anh đang cười cá mập. Nhưng mà mình không rụt dạ. Bởi vì cái này là ván cá mập. Nhà mình cũng có một cái siêu to luôn các bạn ạ. Đây, kính mắt gọc bị gãy một cái rồi. Mình sẽ vẽ lại gọc. Đấy, đẹp như mới luôn. Gấu bông đã bị gãy chân rồi, nó cau mày đã này. Ôi, không biết thật là cau mày đã. Gãy một cái chân nữa. Đấy,
cớ bông lại cười cong mày lên. Trời đúng là một cái con bướm tuyết. Đây là người tuyết này. Người tuyết thì bình thường hay đội một cái mũ đúng không? Làm gì có cái mũ nào mà choạc choạc như thế? Đấy là thời cổ đại thôi. Còn bây giờ phải đổi cái xô. Đấy. Xong. Mình sẽ lấy cho ấm. Đây, xong này. Răng cưa, không có một cái răng cưa mà đây là một con dao phẳng. Sẽ để ra cho nó. Các bạn có được làm thẳng không các bạn? À đúng rồi, cái trò chơi này làm thẳng cũng được mà. Nhưng mà mình thích làm răng cưa. Ôi, chở cái xe đạp mà chỉ biết ngay là thiếu cái bánh xe đạp. Đồi. Thanh gươm bị gãy ạ. À? Làm một cái gì? Thanh gươm làm chọc hẳn xuống dưới lòng đất. Chọc hẳn xuống lòng đất thì sao? Thì có nghĩa là chọc luôn cả củ cà rốt ạ. Nhưng mà cái này mình nghi lắm nhá. Mình sẽ lại biết. Mình biết không? Mình không biết thẳng á. Rồi thế là thành luôn, thành một cái tảng đá luôn này. Thiếu cửa sổ. Đấy, gọi sao? Nhìn xem ở trong chị là sao? Chị sang vẽ mãi cái cửa sổ xong luôn. Mình biết trước cái tựa game này bởi vì mình nghe rất là thấy chị Hà Sam hay mở những cái tựa game mới lắm. Mình phải biết trước. Sao này? Hai cái cân nào? Cân này không có mũi à? Hai cái này, một cái nặng hẳn 2 cân bởi vì cái to ấy. Một cái thì thẳng bé hơn là 1 cân. Sẽ chỉ số 3. Thiếu hạt bơ. Và ok, video của mình kết thúc rồi. Hẹn lại các bạn vào những video lần sau. Bye bye. Và đừng quên cho mình một đăng ký, một chia sẻ và một bình luận nha. Bye bye các bạn.